Xin mến chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên xin mến chúc quý vị và các bạn luôn bình an và hạnh phúc trong mùa dịch này. Hôm nay mình xin cập nhật và gửi đến quý vị và các bạn một thông tin nóng và hot nhất liên quan đến hai vị luật sư và giáo sư vừa tham gia trong cái live stream của bà Phương Hằng hôm mùng 9 tháng 10 vừa qua. Đây là một hành động mà chúng ta cần lên án đối với hai vị luật sư này đang cổ xí và biện minh cho cho cái văn hóa bẩn thiểu trên không gian mạng mà chúng ta đang đồng lòng tải chai, thưa quý vị và các bạn. Qua bài viết hôm nay, mình xin cập nhật nội dung về bài viết ngắn gọn này để gửi đến quý vị và các bạn chúng ta hiểu thêm về nhân cách, giá trị, đạo đức của hai vị mà gọi là giáo sư, tiến sĩ này nằm ở một góc độ như thế nào qua bài viết của một tác giả hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, các cụ hưu trí đã kiến nghị trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh dừng việc giảng dạy của tiến sĩ Đặng Anh Quân do livestream cùng với bà Nguyễn Phương Hằng gây phản cảm trên mạng xã hội. Chiều nay, một nhóm các cụ hưu trí đã gửi đến ban giám hiệu nhà trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh để kiến nghị dừng việc đứng lớp giảng dạy sinh viên đối với tiến sĩ Đặng Anh Quân là giảng viên của trường nội dung bản kiến nghị cho rằng tiến sĩ đặng anh quân đã có những hành vi vi phạm như sau cổ suý những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng lợi dụng việc trao đổi kiến thức pháp luật để xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác dùng tư cách là giảng viên trường đại học luật thành phố hồ chí minh để live chim gây phản cảm và ảnh hưởng xấu đến sinh viên và uy tín của trường kiến nghị cho rằng những hành vi nói trên vi phạm về quy định đạo đức của nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo quyết định số 16 năm 2008, quyết định của ban giám hiệu nhà trường. Quyết định của ban giáo dục đào tạo. Hiện thì chưa rõ ban giám hiệu trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được hay chưa và nếu có nhận được thì sẽ xử lý như thế nào. Trước đó thì vào ngày 9 tháng 10 năm 2021, tiến sĩ Quân đã tham gia live stream cùng với bà Nguyễn Phương Hằng. Là một người đang gây sốt và gây nhiều tranh cãi trên dư luận mạng xã hội gần đây, tiến sĩ Đặng Anh Quân hiện là giảng viên của trường khoa luật thương mại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ông tham gia các công tác giảng dạy tại trường từ năm 2001 ông phụ trách giảng dạy các môn luật về đất đai và luật kinh doanh bất động sản ông cũng là giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường đại học học viện khu vực phía nam và thường xuyên tham gia đào tạo các khóa học ngắn hạn theo nhu cầu của doanh nghiệp về pháp lý đầu tư bất động sản thưa quý vị và các bạn như vậy việc giáo sư tiến sĩ đặng anh quân đã tham gia livestream trên sóng livestream của bà phương hằng đối với bà phương hằng là một cái rác livestream mà được cộng đồng mạng cũng như tất cả các trang báo đài đã thông qua nhiều cuộc livestream của bà phương hằng chỉ trích về hành động livestream phản cảm của bà phương hằng xúc phạm nhục mạ danh dự của rất nhiều người khiến cho cộng đồng mạng cũng như dư luận bất bình trong suốt thời gian khá dài vậy mà mới đây Tiến sĩ Đặng Anh Quân này và luật sư Nguyễn Đình Kim cũng đã tham gia cùng với buổi giao lưu tiếp chuyện của bà Phương Hằng trên sóng Lầy chim ngày mùng 9 tháng 10 vừa qua với mục tiêu là công kích và xúc phạm liên quan đến giới nghệ sĩ. Đặc biệt trong buổi live stream bà Phương Hằng kêu tên Nguyễn, Phạm kêu tên Phạm Phi Nhung là ca sĩ Phạm Phi Nhung rất nhiều và xúc phạm đến danh dự của người quá cố. Đây là hành động vô nhân đạo và mất nhân tính của Phương Hằng. Bên cạnh đó có sự trợ giúp và ủng hộ tích cực của vị giáo sư, luật sư, tiến sĩ Đàn Anh Quân này và giáo vị luật sư Nguyễn Đình Kim. Đây là một hành động mất nhân tính của ba con người này đang ngồi lên cổ xí về một hành động cho một người đàn bà mà xã hội hiện nay đang lên án và muốn vạch trần để tải chay hành vi xúc phạm của bà phương hằng đã được rất nhiều báo đài và các cơ quan ban ngành cũng đã cảnh báo và cho rằng bà hằng là một cái rác live chim trên mạng xã hội vậy mà hai con người này mang danh là đại học mang danh là giảng viên của trường đại học luật và một người là luật sư đã lên ngồi ngang hàng với một bà gọi là hiện nay cộng đồng mạng cho cái biệt danh là cái rác live chim mà ngồi cổ xí để bưng bô để ủng hộ cho cái giá trị đạo đức bẩn thỉu nhất của một người đàn bà này mà hai vị giáo sư này đã đem cái nhân danh cái giá trị cái bằng cấp của mình ra để phủi bỏ để cho xã hội chà đạp lên cái nhân phẩm của vị giáo sư này thì thật là bẩn thỉu và bỉ ổi cho mực vị giáo sư này chắc có lẽ cũng chỉ vì tiền cũng chỉ vì một chút hư ảo danh vọng mà hai ông này đã bán rẻ nhân cách cho một ả đàn bà bán rẻ nhân cách cho một xã hội mà chúng ta đang phỉ bản đang vùi dập những cái mà gọi là thối tha nhất mà bà phương hằng đã ban tạo cho con người trong suốt một thời gian khá dài đến hôm nay cộng đồng mạng không chịu nổi và với sự bức xúc đồng loạt lên tiếng bên cạnh đó các cơ quan chức năng cũng đồng loạt lên tiếng cảnh báo về việc lai chim xúc phạm với hành động bỉ ổi của bà Phương Hằng, khiến cho nhiều người phải bức xúc. Vậy mà hôm nay, hai vị luật sư, tiến sĩ, giáo sư này đã lên ngồi ngang hàng để biện minh và cổ xí và biện hộ tăng bốc cho bà Phương Hằng này, nhằm để cổ xí để bà Phương Hằng được nước bà lôi kéo rất nhiều người ra để công kích mục tiêu của bà là muốn để cho mọi người để ấy và quay sang hướng về bà phương hằng với uh, danh dự của hai vị luật sư này bà phương hằng cho rằng đây là một điều vinh dự và giá trị nhất cho nên bà phương hằng cứ gán cổ lên mà kêu réo hết người này đến người kia thưa quý vị và các bạn sự xúc phạm đến nhân phẩm danh dự của người đã khuất là hành vi đã vi phạm pháp luật rồi nhưng riêng bà phương hằng đã xúc phạm và kêu tên phi nhung rất nhiều lần trong buổi livestream của bà khi tang lễ của phi nhung thì gia đình còn chưa lo xong vậy mà bà cứ kêu tên phi nhung ra và đòi tiền thay cho hồ văn cường đây là một hành vi và là hành động mất nhân tính vô đạo đức của bà phương hằng mà chúng ta cần phải chung tay góp tiếng nói để tẩy chay và để loại bỏ cái mà gọi là rác livestream bẩn này. Thưa quý vị và các bạn. Như chúng ta đã biết thì suốt một hành trình trong trong một thời gian khá dài bà Phương Hằng tạo ra cái drama cho rằng bà là người của cộng đồng, bà là người sống có ích cho xã hội bà cống hiến vì cộng đồng nhưng thực hư trong suốt 7 tháng qua bà đã gieo rắc cho thiên hạ, gieo rắc cho người đời nhiều nỗi ai oán mà nhiều người phải um, hiểu lầm nhau, rồi phải bận tâm với nhau, rồi lại đố kỵ với nhau, nhằm chia rẽ cộng đồng, làm mất đi nhân cách và hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam. Bà Phương Hằng đã làm bại hoại cái hệ thống và cái nền văn hóa giáo dục trên không gian mạng khiến cho lớp trẻ phải học theo những cái văn hóa vô bổ ảnh hưởng đến tâm lý đời sống của con em và lớp trẻ sau này như các bạn cũng đã biết thì hiện tại trên tất cả các trang mạng xã hội rất nhiều bài đăng nói về cái uh, sự xúc phạm của bà phương hằng với những thái độ và với những lời nói thiếu văn hóa mất tế nhị của bà đã xúc phạm và gây ảnh hưởng đến rất nhiều người khiến cho nhiều người phải lo lắng đến sự tiếp thu tiếp xúc của giới trẻ hiện nay đây là một cái hệ lụy đáng lường mà tại sao cơ quan chức năng đến giờ này vẫn chưa vào cuộc để xử lý nghiêm minh bà nguyễn phương hằng này hành động của bà phương hằng không phải là một người tử tế và cũng không phải là một người sống vì cộng đồng và đem lại lợi ích cho cộng đồng như bà đã luôn mồm kêu rao vậy hành động của bà phương hằng đã vi phạm vào pháp luật mà tại sao cơ quan nhà nước cơ quan chức năng không chịu nhìn vào sự thật này mà để dẹp bỏ cái mà gọi là rác livestream như tất cả các trang báo đài đã từng nêu ra thưa quý vị và các bạn như vậy việc livestream của bà Phương Hằng mới đây xúc phạm đến ca sĩ Phi Nhung gây ảnh hưởng và hoang mang đến rất nhiều người với hành vi là xúc phạm đến người đã khuất Bằng việc là bà kêu réo tên Phi Nhung và bắt buộc Phi Nhung phải trả tiền cho Hồ Văn Cường, đây là việc làm mà chúng ta không thể chấp nhận đối với bà Phương Hằng. Việc bà Phương Hằng kêu tên Phi Nhung để đòi tiền thay cho Hồ Văn Cường, đây không phải là trách nhiệm và việc mà bà phải làm. Việc bà làm là hiện nay bà phải giúp đỡ những người dân trong vùng dịch những người mà đang lao đao khốn khổ vì mùa dịch như thế này bởi vì bà cho rằng bà là người lắm tiền nhiều quả và sẵn sàng hy sinh để giúp đỡ và cống hiến cho cộng đồng đấy là việc bà nên làm nhưng bà lại treo rau bà khua môi muối mỏ nhưng bà chẳng làm và bà chẳng giúp ích gì cho xã hội trong lúc bệnh dịch như thế này thưa quý vị và các bạn đó là thông tin mình cập nhật thêm để quý vị và các bạn hiểu thêm sự việc này đến đây mình xin kết thúc video xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành nhiều thời gian xem video của mình mến chúc quý vị và các bạn một ngày bình an và hạnh phúc mình xin chào thân ái ạ à.